Trung Quốc chế siêu tên lửa 3.000 tấn. Siêu tên lửa này có đường kính thân gần 10 m và chiều dài gần 100 m Nếu tiến triển thuận lợi, có thể thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong 15 năm tới. Trong một tiết lộ được Tân Hoa Xã đăng tải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Khoa học Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc, ông Dương Bảo Hoa, cho hay công ty đã hoàn thành luận chứng về việc chế tạo tên lửa đẩy hàng nặng nêu trên và đang ở trong giai đoạn thiết kế tổng thể. Theo thiết kế, loại tên lửa này có đường kính gần 10m, dài gần 100m, nặng trên dưới 3.000 tấn, có thể mang theo khoảng 100 tấn, nghĩa là gấp hơn 5 lần năng lực của các loại tên lửa đẩy hiện nay. Nó hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu đưa người thám hiểm mặt trăng lên sao hỏa, lấy mẫu vật mang về trái đất giúp Trung Quốc đảm bảo quyền phát ngôn trong việc thám hiểm vũ trụ hay không gian lớn hơn, xa hơn trong tương lai. Ông Dương Bảo Hoa cho biết thêm, công ty Tập đoàn Khoa học Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc có kế hoạch đạt được hàng loạt đột phá công nghệ liên quan trong 4 đến 5 năm tới, đặt nền móng cho việc nghiên cứu phát triển chương trình tên lửa đẩy hạng nặng. Nếu công việc tiến triển thuận lợi, ông Dương Bảo Hoa nhận định trong 15 năm tới, siêu tên lửa 3.000 tấn sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên giúp cải thiện mạnh mẽ năng lực tự chủ tiến vào không gian của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết những suy nghĩ của bạn bằng một dòng comment nhé. Đừng quên bấm subscribe kênh để đón chờ những tin quân sự tổng hợp mới nhất. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí Bear System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của Bear System Nick Clover tiết lộ với tạp chí Gens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng.